sama si Kedau si Kedau. Dia kemudian dia dengan terima kasih anh chị đã không tiếp thời gian sáng hôm nay để buổi hội thảo này. Thì hội thảo lần này nằm trong chuỗi hội thảo của LAOA tổ chức nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển các xu hướng phân tích dữ liệu trong thời đại trong kỷ nguyên công nghệ hiện nay và bằng cách là sử dụng dữ liệu với công nghệ của Google Cloud. Và hôm nay thì đã đến với một chủ đề Hello. Về Business Intelligence, hay còn gọi được với cái tên cái tắt là BI. Thì không biết ở đây là có anh chị nào biết về BI chưa? Ở đây đã có anh chị nào đã biết về BI trước chưa? Trên xin cái tay ạ. Và trong doanh nghiệp của mình đã và đang sử dụng BI. Ok. Đây còn là cái này khá là mới ha. Vậy thì trong thời gian khoảng một tiếng sắp tới thì mình sẽ cùng tìm hiểu thêm được là BI, Business Intelligence là gì và hỗ trợ cho doanh nghiệp mình như thế nào. Đồng thời mình sẽ tìm hiểu là cái cách sử dụng công nghệ của Google Cloud BI, công nghệ để giải quyết một vấn đề business này như thế nào. Và cuối cùng là sẽ có một cái case study thực tế đã và đang sử dụng BI và đạt hiệu quả. Trước tiên thì mình tự giới thiệu, mình tên là Hiếu, hiện đang là Cloud Developer của CloudA. Và mình đã có nhiều năm kinh nghiệm là về Data Analyst và phát triển ứng dụng trên Google Cloud. Như anh chị đã biết thì là dữ liệu hiện nay là một tài nguyên cực kỳ quan trọng và gần như là quyết định đến sự sống còn của công ty. Thì những anh chị làm về bên sale hay marketing thì mình đã sử dụng dữ liệu rất là thường xuyên rồi. Nhưng mà dữ liệu còn có thể sử dụng được cho đối với những bạn là developer. Thì ngày hôm nay thì có bao nhiêu bạn là developer, bao nhiêu bạn là đang là lập trình viên? Thì các bạn developer thì thường ít sử dụng dữ liệu. Tuy nhiên thì việc sử dụng dữ liệu trên toàn doanh nghiệp của mình rất là quan trọng từ bất kỳ nhân viên nào. Thì mình lấy ví dụ ha. Đây là một công ty phát triển ứng dụng mobile trên thương mại điện tử. Thì họ thường gặp một cái vấn đề là họ có rất nhiều nguồn dữ liệu, dữ liệu về khách hàng, dữ liệu về bán hàng, về sản phẩm và dữ liệu cả về cái performance của cái ứng dụng khách hàng của mình nữa. Thì làm sao thì mình biết được cái đâu là cái core value của mình? Thì họ thường rất là dễ mắc vào một cái bẫy tăng trưởng như thế này. Đây là một biểu đồ về mức độ tăng trưởng của người sử dụng app. Thế là công ty này đang rất là có nhiều người sử dụng. Khách hàng đăng ký, khách hàng login hàng ngày và sử dụng hàng ngày. Vậy thì liệu công ty này có phát triển đúng hướng hay không? Khi mà nguồn dữ liệu họ sử dụng chỉ như vậy. Và khi mà mình khai thác sâu hơn nữa thì mình thấy là họ đang mắc về một cái bẫy tăng trưởng rất là dễ bắt gặp ở đây. Khi mà người sử dụng ứng dụng rất là cao, tuy nhiên cái nguồn doanh thu được anh chị có thể thấy rất là thấp. Và bởi vì là họ khách hàng vào có hoạt động nhưng mà không có đặt hàng. Vậy thì làm sao để giải quyết cái vấn đề đó của cái công ty này? Làm sao để mà ra quyết định được là tới đây mình phải tập trung giải quyết vấn đề gì? Thì bây giờ team marketing thì nói rằng là họ đã kéo được rất là nhiều người sử dụng app đến rồi. Bây giờ team UI là cũng kêu là app của mình rất là đẹp, người ta vào người ta xem sản phẩm rất là nhiều. Rồi team dev thì nói là không có lỗi lầm gì hết trong quá trình đặt hàng, có quá trời là dữ liệu như vậy.
Thì bây giờ mình giải quyết vấn đề nào? Thì khi mà mình có cái mindset về dữ liệu rồi và mình đưa ra được một cái hành trình khách hàng như thế này, thì nhìn vô cái hành trình khách hàng như vậy thì rất là dễ dàng để quyết định là bây giờ phải làm sao. Tại vì có thể thấy là mình xét, giả dụ như mình xét dữ liệu vào một tháng trong năm 2019 đi, tới đây lượt xem sản phẩm và lượt đặt hàng, tức là 83% người xem sản phẩm, mình đưa cái sản phẩm đó vào giỏ hàng, nhưng mà họ chỉ để ở giỏ hàng thôi, chỉ có 16% còn lại là đặt hàng. Như vậy có thể thấy rõ là vấn đề nằm ở cái khâu này, và chỉ cần là tập trung nguồn lực của mình để xem thử là cái giỏ hàng của mình có vấn đề gì hay không. Qua hai ví dụ trên thì anh chị có thể thấy là từ cái sản phẩm product của mình đến với cái mục tiêu hiện tại là một chặng đường rất là gian nan. Xác định mục tiêu này rất là khó rồi. Mục tiêu doanh thu về khách hàng và về mở rộng rất là khó để xác định những cái mục tiêu này rồi, nhưng mà hành trình đạt được nó không dễ dàng thế nào. Vậy thì BI xuất hiện, mình ứng dụng BI ở đây có thể giúp được và cái quãng đường của mình đi nó dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Vậy cuối cùng thì BI là gì? Đây là cái định nghĩa của hãng tư vấn nổi tiếng Gartner, khá là dài dòng. Thì tuy nhiên thì mình có thể hiểu nôm na đó là BI là một hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Giống như mình đã thấy là mình sử dụng dữ liệu và mình nhìn vào những cái insight trong đó, mình ra quyết định dễ dàng hơn. Đó là dữ liệu mình thu thập tất cả nguồn dữ liệu lại, tất cả dữ liệu từ app mobile, rồi từ trang web, dữ liệu từ khách hàng, và bắt đầu là từ những cái dữ liệu thô đó mình xử lý và phân tích, sau đó là mô hình hóa lên, và cuối cùng là nhìn vào những cái thông tin có ý nghĩa đó để ra quyết định dễ dàng hơn. Và để chạy được một cái quy trình như vậy, nó hoàn chỉnh như vậy, thì mình cần phải có những cái thành phần. Đây là một số những cái thành phần chính của một hệ thống BI cần có. Đầu tiên đó là tất cả những cái nguồn dữ liệu khác nhau, tất cả những dữ liệu từ database, rồi dữ liệu ngay cả những cái file Excel khách hàng, những cái file ghi chép của anh chị cũng có thể làm dữ liệu để phân tích được, chứ không chỉ là những dữ liệu mà nằm ở những cái server, bất kể dữ liệu nào có thể có. Và nguồn dữ liệu nhiều như vậy thì mình cần phải có một cái kho dữ liệu rất là lớn để lưu trữ những cái tất cả những cái nguồn dữ liệu đó, đồng thời là những cái công cụ để phân tích cái kho dữ liệu đó, tìm ra được cái câu chuyện nằm ở bên trong đấy. Còn cuối cùng là mình cần có một cái công cụ để hiển thị những cái report, những cái dashboard, những cái biểu đồ và theo thời gian thực luôn, để mình có thể nắm được là tình hình hiện tại chuyển biến như thế nào, để mình có thể dễ dàng điều chỉnh hoạt động của mình. Vậy thì anh chị hiện nay có thể nghe được rất là nhiều những cụm từ khác nhau về BI. Ngoài BI thì có là Business Analytics, rồi Data Analytics. Vậy thì rất là dễ nhầm lẫn là khi mà mình cần phải tập trung vào lĩnh vực nào. Vì Data Analytics thì nó hơi hướng về kỹ thuật hơn, tức là mình biến một cái dữ liệu thô qua quá trình xử lý thành dữ liệu có ý nghĩa. Còn BI bản chất thì nó là một vấn đề về kinh doanh, và mình dùng kỹ thuật để mình giải quyết cái vấn đề kinh doanh đó, chứ bản thân nó không phải là vấn đề kỹ thuật. Thì BI sẽ giúp mình dễ dàng ra quyết định và định hướng các hoạt động kinh doanh làm sao cho mình đạt được cái mục tiêu chính của công ty một cách dễ dàng nhất. Tuy nhiên thì cái mục tiêu hiện tại thì chưa đủ đối với một doanh nghiệp hiện nay. Anh chị cần phải sử dụng những cái dữ liệu hiện tại và dữ liệu quá khứ để tìm ra được một cái mục tiêu tiếp theo của mình. Thì phần Business Analytics thì mình
sẽ giúp các anh chị dự đoán được những cái mục tiêu tương lai. Thì hiện nay thì một doanh nghiệp muốn phát triển toàn diện thì họ cần phải vừa có cả BI, vừa cần có cả business analytics, cần vừa cho tương lai và vừa cho hiện tại. Và ngoài những cái tác dụng kể vừa kể trên của BI thì điều quan trọng hơn và rất là quan trọng hiện nay nhiều doanh nghiệp muốn hướng đến đó là data driven business. Cái này dịch ra tiếng Việt thì nó là văn hóa dữ liệu trong doanh nghiệp. Thì không biết là ở đây đã có anh chị nào nghe đến cụm từ này hay chưa? Vậy cái này là còn khá là mới. Khi mà sử dụng BI hiệu quả, cái mục tiêu gần như là cuối cùng và bất kỳ doanh nghiệp nào, kể cả từ startup đến những cái tập đoàn lớn, đều mong muốn đạt được cái này. Thì đây là một công ty truyền thống khi mà sử dụng dữ liệu. Thì có đây là cái phân cấp về các thành viên trong một công ty. Và đây là những cái dữ liệu tương ứng. Thì thông thường những nhân viên ở cấp dưới họ không được nhìn thấy những cái thống kê này, những cái biểu đồ này. Như là những người founder thì họ nắm được cái KPI của chung toàn công ty, rồi những người leader của những từng phòng ban thì biết được cái KPI của từng phòng ban của mình, nhưng mà rất là có ít chia sẻ đến những cái nhân viên cấp dưới trực thuộc của mình. Thì đây là một công ty truyền thống hiện nay. Thì bởi vì là và đây là công ty mà mình áp dụng mà được văn hóa doanh nghiệp, văn hóa dữ liệu vào doanh nghiệp thì có gì khác. Anh chị có thể thấy là bất kỳ một nhân viên nào họ cũng thấy được